Em, nay muốn mua gì thì mua thoải mái đi, đành lời hết. Đúng, bữa mua giấy chùi còn tiếc tiền. Nói để về lấy cây chùi toilet trà luôn cho nó sạch. Nó rác vậy mà anh chịu được không hay. Nhờ vậy mà anh mới chống nổi với mấy thằng hứa gây dữ trò. Nó đâu có xâm nhập anh được. Dám chửi tàu gây hả mày? Người ta là cá tính. Không dù nó nhậu xỉn mà chẳng làm được cái gì. Anh, em làm cơm với cô hoàng đế cho anh nè. Hôm nay anh mới học khóa học chứng khoán, kỳ này chắc chắn giàu to. Chồng về sớm và nấu tôm hùm cho ăn. Mượn tiền người ta mà còn chửi em ghê. Đi đâu đó, biết gì chưa em gái. Đây là tiền của chồng em sau khi bú chứng khoán đây. Nó thiếu chị tận 2 tỏi đó cưng. Kỳ này tới công chuyện với chị. Alo, bây giờ anh muốn làm sao? Vợ anh đang tâm sự với em nè. Anh qua cho lẹ nhé. Em hết tiền rồi anh ơi. Cái gì? Này, nãy hết tiền này. Chứng khoán này. Bitcoin này. Làm giàu này. Không, tha cho anh ấy đi mà. Bao nhiêu lần anh thoát khỏi tay em, giờ có anh chạy đường nào? Ngồi im coi. Rồi, mày muốn ăn nhiều trái cây, rau củ nha. Còn gì nữa đâu mà không hơi sầu. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ mọi người đừng ham mê giàu nhanh mà đánh mất chính mình như anh thanh niên này. Đồng thời cũng nên đề phòng những đồng nghiệp đang trực chờ bạn ngủ say. Nếu thích video, nhớ like, share, subscribe kênh cho mình có động lực ra nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn mọi người nè.